Đọc được một cái trang web như thế này. Đây là một cái trang web của Bộ Y tế chuyên trang về thông tin về bệnh đột quỵ ha. Mình thì mình không có bị đột quỵ đâu, nhưng mà tại vì khi mình đọc cái chuyên trang này, mình thấy có những cái điểm nó hơi kỳ. Do đó là mình muốn phân tích chút xíu. Điều đầu tiên á, là cái ngày viết á, là ngày thứ năm, ngày 24 tháng 3. Rồi, cái quan trọng á, không phải là chưa chưa nói nội dung ha, tổng số điểm đánh giá của bài viết là không, chung không đánh giá. Về mặt nguyên tắc á, là Bộ Y tế, đặc biệt là khi mà làm một cái chuyên trang như thế này, thì cái thông tin đưa ra là cái thông tin đã phải đúng rồi, hoặc là đã phải được kiểm soát rồi. Do đó là không thể có cái khái niệm mà đánh giá hay không đánh giá ở đây. Này không phải là một cái trang dành cho fan, hoặc là dành cho cộng đồng mạng muốn làm reviewer vân vân, mà là một cái trang hướng dẫn, do đó là không có quyền đánh giá. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SCS ở Cần Thơ. Rồi, đây là cái mặt về cholesterol xấu à. Mấy cái hình này mình cũng không thích lắm, tại vì mấy cái hình này giống như là một cái hình mình lấy bất chấp của một ai đó, chứ không phải hình của người Việt mình làm, cũng không phải là hình của bác sĩ này làm, hay là của cái trang web này làm, mình không thích lắm. Nội dung thì các bạn có thời gian thì các bạn xem. Tuy nhiên mình lướt qua nội dung, nó sẽ như thế này: là cholesterol là xấu, cholesterol là tốt, rồi cholesterol xấu và cholesterol tốt ha, rồi triglyceride vân vân. Và quan trọng là cách phòng ngừa, mình muốn nói câu chuyện về cách phòng ngừa. Thứ nhất là phải tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá hay là uống nhiều rượu bia, giảm cân nếu béo phì thừa cân, uống thuốc theo toa của bác sĩ, chế độ ăn lành mạnh, thực đơn cần cân nhắc bổ sung một số thực phẩm. Này, đây 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 là một cái chỗ rất là đặc biệt. Cái thực phẩm như là rau củ quả và trái cây, nó phải là một cái thành phần bắt buộc trong bữa ăn, theo cái quan điểm của mình đó ha, chứ không phải là cần cân nhắc. Cái người mà không ăn ăn nhiều, ăn đủ cái lượng rau và trái cây á, thì làm gì mà có chất xơ, làm gì mà bổ sung được các chất kháng oxy hóa. Vai trò chất xơ thì mình sẽ nói ở câu chuyện sau, nhưng mà không có vitamin, gà rán và khoai tây thì chắc chắn là không có vitamin rồi, đặc biệt là vitamin C. Do đó là ở đây không phải là cần cân nhắc, mà là phải bắt buộc uống sữa không béo và tách kem. Ở đây là một cái điều mình không hiểu được, là tại vì như thế này, cái sữa nó không phải là thực phẩm thiết yếu từ thuở xa xưa của con người rồi. Do đó rằng là cái việc mà uống sữa không béo và hay là có béo thì cái chuyện đó nó không có phù hợp. Thịt nạc, thịt gia cầm không da và các loại cá, ở đây là một cái chuyện nó cũng tương đối là đặc biệt, là tại vì thịt nạc á, thì mình có thể mình kể ra là thịt bò nạc, thịt heo nạc, thịt đà điểu nạc, và đó là cái dòng thịt đỏ. Mà mình có cần phải hiểu là trong thịt nạc luôn luôn có mỡ ha. Bạn có thể bạn xem trong cái những cái miếng thịt của bò Wagyu đó, cái bò đó là những cái loại bò mà có xen vân mỡ, mà người ta hay nói là vài triệu đồng một ký, hay là vài chục triệu đồng một ký gì đó, là trong thịt nó có mỡ. Thịt bò là phải xen vân mỡ, thịt bò, thịt heo, tất cả các loại thịt đều có mỡ hết. Bổ sung thêm các loại ngũ cốc chế biến như là bánh mì đen và gạo. Ở đây có thêm nguyên chữ chấm hỏi luôn, mình cũng không hiểu là cái bài viết này là muốn nói khỉ gió gì nữa, tự nhiên sao, tại sao lại chấm hỏi. Rồi các loại hạt mở ngoặc đóng ngoặc hạn chế mà không nói lý do tại sao, trong khi á, các bằng chứng khoa học đều nói rằng là ăn loại hạt là bổ sung omega 3 cực kỳ tốt với sức khỏe, mà tại sao đây là hạn chế. Các loại dầu thực vật như dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu ô liu, và không ăn bơ thực vật chế biến từ chúng. Có hai cái yếu tố ở đây. Thứ nhất là các loại dầu thực vật. Dầu thực vật á, thì chúng ta cần phải hiểu rằng đó là một cái loại năng lượng, gọi là loại thực phẩm chứa nhiều năng lượng nhất trong tất cả các loại thực phẩm, chín calo một trong 1 gram, cho nên là không được ăn. Hoặc là muốn giảm cân thì cần hạn chế. Tuy nhiên trong dầu thực vật á, mà là dầu tốt đó nha, dầu ép lạnh ha, thì nó có thể nó chứa các loại omega 3, các loại vitamin và vân vân, những thứ khác. Do đó là nếu mà mình ăn thì cũng không có vấn đề gì lắm.
dĩ nhiên không nên lạm dụng. À, và điều quan trọng này nè, không ăn bơ thực vật chế biến từ chúng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là bài viết này muốn nói rằng là chúng ta phải bỏ, loại bỏ bơ thực vật. Ví dụ như là những cái loại bơ mà bạn có thể thấy người ta hay xào bắp ngoài chợ chẳng hạn vậy, thì là phải loại bỏ. Vậy thì trên cái nhãn hàng, dĩ nhiên có một nhãn hàng rất nổi tiếng mình không thể nhắc tên, của những cái sản nhà sản xuất mà sản xuất ra các sản phẩm dành cho bơ thực vật á, là trên đó nó phải có một cái nhãn, nó giống như là trên bao bì thuốc lá gì đó, hút thuốc là gây ung thư, hút thuốc có hại sức khỏe, thì phải có thêm cái nhãn là ăn bơ thực vật sẽ tăng nguy cơ đột quỵ, vậy nó mới công bằng. Cái hình này thì cực kỳ mình không thích, hình này không phải là hình của ở đây. Đặc biệt hạn chế và loại bỏ nha, bắt buộc phải loại bỏ nha. Đây nè, thực phẩm có hại cho cơ thể, các bạn nên nhớ cái câu thực phẩm có hại cho cơ thể. Đâu là thực phẩm có hại cho cơ thể đây? À, cho dù có bệnh hay không có bệnh ha, ở đây mình không nói đến cái chuyện là đã bị bệnh hay chưa bị bệnh, mà nói là thực phẩm có hại cho cơ thể. Thứ nhất là sữa béo nguyên kem, có nghĩa là tất cả các loại sữa trên thị trường đều là có hại cho cơ thể. Nếu mà theo đúng bài viết này mà mình hiểu đúng, tất cả các loại sữa béo từ những thương hiệu lớn, những thương hiệu vừa vừa, những thương hiệu cùi cùi, vân vân, mà chúng ta biết là có rất là nhiều thương hiệu mà, là đều có hại cho cơ thể. Điều đó tóm lại là vậy thì sữa là có hại cho cơ thể. Mỡ động vật, trứng gà, trứng vịt, các loại trứng mà đều có lòng đỏ, bơ và các chế phẩm từ chúng, có nghĩa là lòng đỏ trứng và bơ và các chế phẩm từ sữa và trứng là đều có hại cho cơ thể. Phụ tạng động vật, các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng. Vậy thì mình phải ghi lên cho tất cả các loại thực phẩm này là đây là thực phẩm không dành cho người muốn kiểm soát cholesterol, hoặc là thực phẩm nguy hại cho sức khỏe, hoặc là những thực phẩm mà không tốt sức khỏe, phải được ghi. Đằng này thì ai muốn bán thì bán, ai muốn ghi thì ghi, ai không ghi thì không ghi. Vậy thì điều này là làm sao người dân người ta biết được. Dầu thực vật có nhiều chất béo bão hòa như dầu dừa, dầu cọ và hạnh nhân. Thì cái vụ dầu cọ thì các bạn biết rồi, hôm trước mình có nói trong cái clip của mì gói rồi, người ta sử dụng dầu cọ không à. Tại dầu cọ là cái nhiệt độ bốc khói nó cao, với lại là nó bão hòa rồi, cho nên nó sẽ ít gây cái mùi hôi. Mùi hôi chính là mùi oxy hóa cộng với lại cái dầu chưa bão hòa. Và nếu mà anh đã bão hòa rồi á, thì không tạo ra mùi hôi. Và bác sĩ này đã sử dụng những cái tài liệu tham khảo như này. Mình không biết có đúng hay sai không, nhưng mà đây là một cái trang tóm lại mình nói rằng nhất, những thực phẩm xấu vẫn bán tràn lan và không ai cảnh báo, mà những thực phẩm xấu là bắt buộc phải được ghi lên bao bì. Đây mà một lần nữa mình để lại cái list những thực phẩm có hại cho cơ thể nha. Sữa nè, mỡ nè, thịt động vật chưa lọc mỡ nè. Là thịt động vật chưa lọc mỡ có nghĩa là trong tất cả các miếng thịt của động vật đều có mỡ, có nghĩa là thịt động vật vẫn có hại cho cơ thể. Mình phải nắm được cái khái niệm là mình ăn ngon đó, nhưng mà cái món ngon đó là nó có hại cho cơ thể, chứ không phải là mình, đó là cái quan điểm ngược lại, là không phải là mình nhìn thịt là một thứ tốt cho cơ thể. Ở đây là một bài viết của Bộ Y tế, một tiến sĩ bác sĩ và tham khảo tài liệu nước ngoài. Trứng nè, gan, tim, ruột, thận, ai muốn nói gì nói, đây là những cái thực phẩm hại cơ thể. Các sản phẩm chế biến sẵn, xúc xích, lạp xưởng, thịt hộp, bacon, là thịt xông khói, vân vân. Tất cả đồ ăn chiên xào, thức ăn nhanh, đồ ăn chiên xào là mình không được chiên và không được xào. Nghĩa là rau muốn xào là cũng có hại cho sức khỏe. Những thức ăn nhanh, dĩ nhiên tất cả các tiệm thức ăn nhanh đều gây hại cho sức khỏe hết. Và các loại dầu thực vật chứ những bao hòa, dầu dừa, dầu cọ và dầu hạnh nhân. Rồi mình nhắc, tại vì mình muốn nhắc lại lần nữa thôi, mình muốn nhấn mạnh thôi. Rồi vậy ha, các bạn hiểu là cần phải làm gì rồi đó.